Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi. Thì hôm nay Phi đến lại thăm lại bà cụ Huỳnh Thị Dần, sẽ có còn một ít tiền gửi cho bà, cũng như là xem thử tình hình tết nhất của bà ra sao, có cần phụ giúp gì không. Phi đang có mặt tại nhà bà đây, quý vị cùng Phi theo vào thăm bà nhé. Phi vào nhà bà nhưng bà đi lần cuối ở ngồi xong đó quý vị. Giờ Phi theo bà vô đây. Tới thăm bà coi thử tình hình tết nhất này nọ. Bữa đi con tới thăm bà, anh cô, cũng như là còn một ít tiền của mình thường quân mình tới đó. Con đến con gửi lại cho bà đi. Cảm ơn con. Dạ. Thì có cô chị Mickey ở bên Mỹ bữa trước có hứa là cho 100 đô là được 2.3 triệu. Với lại cô Hoàng với cô Thanh ở Canada là tặng cho 2.5 triệu nữa. Và tổng cộng là 4.800.000, chị cũng gửi cho bà 4.800.000 nữa nha. Cái của mà ăn mấy cháu còn dễ đi là cái nghiệp này. Dạ. Không thì cũng có số tiền người dành dụm rồi để sau đi bệnh viện rồi có tiền. Thì cứ đã có đồng mua để dành hồi đa thốn đi bệnh viện rồi. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 4.800.000. Rồi của mẹ mấy cháu. Dạ. Mình chơi với má cháu cũng nhờ má cháu giúp đỡ. Dễ đi rồi có cái việc này nè. Cô rồi bên đây còn đau nhất không? Đau nhất đấy à? Thì nó không đau tiếng hả? Cái cổ không học học. Cổ không bị kìa. Cái lưng học học. Tiền rất cẩn thận. Có gửi đâu không? Vâng, cho hen cấp. Đi đâu thì để hen cấp. Mình gửi cho cô Thu, ví dụ có cô Thu này. Tôi đi bắt phòng giúp đỡ cũng nhờ mấy cháu. Thế con cũng sợ, tiền số tiền cũng nhiều mà có anh cô cháu nữa nhờ mình cũng sợ, thấy không? Có nhà người nhớ nhận không cũng không quét được. Quét. Có bà có chửi không? Có. Có để xí em quét dùm cho. Có chửi. Để xí em quét dùm cho.
Và tháp tư là mình đứng như thế. À, lá ghế gì nữa. Coi chừng cẩn thận cái đế tác rồi nè. Bà lên chợ mà bà không mua gì, bà đi về lại. Bà mua ở đồng bột ca, nhưng mua bó ra nó chạy gì đó. Còn thì có gì quay hết nè. Không mua đi, cái chợ lên nó mới bỏ hổ cho mình muốn đi. Có, tôi muốn nghĩ ngồi, muốn tôi làm cái mà họ bốn. Mày đi chợ mà không biết quay hay. Quay không biết nữa, em mua. Đi lãnh kinh đó hả? Đi không nhớ đường về đâu mà. Trời ơi, ai vô Năm Phước mới về đây rồi là không vô đây. Có cần mua đây thì lúa cô thu trước đó cũng mua được. Mua đỡ cho con đi đỡ cho cô bên nhà hả? Có đi nhà, nhà cô bên nhà không? Sợ có lắng không? Có đi sợ có lắng không? Lắng không là đi luôn không? Không biết đường về, nhiều người đó. Không biết đường về cái lần đầu. Có mình cô ở nhà xã. Ở xa đi kiếm thầy có giấy tờ gì bỏ trên người á, ví dụ mà không nhớ đường về thì họ đi có số điện thoại để có số điện thoại vô đó nhất là họ có bảo hiểm. Có giấy tờ đi theo. Đâu đi thôi, cũng tới thăm mùa nữa. Cũng ăn mấy cháu quá trời. Đấy nhất thì chúc cho mùa với cô sức khỏe. Cô bà cũng chúc con mạnh khỏe. Dạ. 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 Thôi con về đi. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con. Phi xin chân thành cảm ơn cô Hoàng và cô Thanh ở Canada và chị Mickey ở bên Mỹ đã gửi thêm ít tiền cho hai cô cháu có thêm kinh phí để chữa bệnh. Thì nhân dịp xuân về, Phi cũng chúc cho quý vị luôn có sức khỏe để đồng hành cùng Phi. Phi xin kết thúc clip ở đây nha. Quý vị xem clip này nhớ like cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh để ủng hộ Phi luôn nha. Bye bye mọi người.